Xin chào mọi người, hôm nay đánh quá không biết gì làm, đi câu cá cho mọi người ơi. Mình đang câu trước nhà nha. Đó, mới câu được 3 con rồi đó. Đây mình câu bằng mồi dế cho mọi người nha. Bỏ xuống đây. Dính con cá đen thui mọi người ơi. Này câu vui nha mọi người, cá không được lớn nha, này câu hơi chỉ vui thôi, không có gì mình thả luôn. Đây đây có đen thui nè mọi người, đi lên rảnh đi. Đó, xuống làm gì? Đó. Vô. Đó. Vô công, vô công, vô công. Cái cây thuận hả? Cây thuận luôn. Dính vậy luôn à. Đó, lúc khoan luôn á, lúc khoan luôn á. Mời người ơi. Đến nhanh. Sao chứ? Đó, tàu luôn. Đó, tàu đồ này dính rồi. Có biết cỡ không? Đó. Ai cỡ con bỏ con ơi. Ba. Cỡ con bỏ con ơi. Dám con bỏ luôn. Con ba để con giữ con này được không? Đó. Ô. Cá luôn vô. Con. Cái gỡ không sao xạo đó. Rồi gỡ đi. Gỡ không? Đó, gỡ coi. Gỡ đi. Kêu quá. Lại quá mà. Cái luôn.
100 năm chưa xong nữa. Rồi gớm vé kìa. Đó. Bẻ bẻ chân rồi đó. Nè. Chưa qua gỡ đi. Đâu phải gỡ gì đâu được, đâu phải gỡ. Rồi gỡ đi quá không gỡ. Gỡ chân nó rồi nè. Được không đây? Ôi ông giật nhảy nó chết veo rồi. Nè, nè. Nè, cầm cái này vậy gỡ nè. Nó không cầm được đâu. Cầm. Thôi con đừng cầm để nó bị câu được. Gỡ á. Nè. Ôi lẹ đi. Đó. Để vậy hả? À. Ừ. Cái nó bọc bỏ vô. Cái nó bọc bỏ vô. Ôi trời ơi, con ngầm rồi. Thôi. Hả? Cái nó bọc bỏ vô. Tao đi nữa kìa, trời ơi. Cá này nó ốm, đèn nó ốm. Rồi xong. Hồi nãy chị gọi mẹ điện nó, ủa sao tới giờ chưa đem lên nữa, nó là quên đó. Xin lỗi chị. Rồi rồi có gì em đi chị. Rồi rồi chị cảm ơn nha. Dạ. Ba. Ba. Dạ. Ồ dính đi kìa. Đem thùng cho ba kìa Huy. Đem thùng cá với Huy. Cái gì dính nữa kìa.